Bây giờ là trận đấu đã bắt đầu hiệp 2 nha các bạn. Tiếp đi xuống gói góc sân khấu để review lại cái trận cái cảnh. Hello em đi coi đá banh với ai? À, em đi coi bạn trai em. Thế thì hai người có thể thể hiện nụ hôn nồng cháy để chứng tỏ tình yêu không? Oh my god. Cái này là cá mập tát nhau chứ không gì. Tụi em hung lạ vậy đó chị. Em hung lạ vậy đó hả? Ừ. Em ơi, em có định là dự đoán được tỷ số của bữa nay không? Theo em dự đoán thì tỷ số là 2-0. 2-0? Dạ. Trời ơi, có thách không á? Không thách đâu chị, tỷ số 2-0 mà. Trời, bạn trai em nói chung đang đá nói đó. Ủa vậy hả? Em có hai người yêu lận hả? Trời, bình thường mà. Chết rồi, tên này mất cá hai tay nha mấy bạn. Không nghe, em mất một lỗ nha. Ôi, đồng ý sướng không? Em thích cầu thủ nào nhất nè? Em á chị, em thích Công Phượng á chị. Công Phượng. Ok, còn ai nữa không? Tuấn Anh nè. Rồi nhiều, nói chung thì thế hệ năm nay này ok đó chị. Nói chung là thấy trai đẹp là thích hơn đúng không? Không, Công Phượng không đẹp nha. Công Phượng không đẹp nha. Nghĩ sao Công Phượng đẹp vậy? Đó hay thôi. Đó hay thôi, ok. Cảm ơn em. Dễ thương. Thấy thì người yêu kia cứ lo live stream không bỏ thì này buồn à. Quá à. Chắc buồn quá rồi. À. Thằng kỳ cục. Thằng kỳ cục. Đây, mình quay cái góc này nó sẽ rõ hơn nha các bạn, nó sẽ nhiều hơn nha mấy bạn. Ngồi ngoài trời hơn là bữa nay trời không có mưa. Mưa mới hết luôn á. Chết rồi, bây giờ bắt đầu hiệp 2 rồi nhưng mà sóng truyền hình cũng bị gián đoạn luôn rồi đó. Đi ra đây coi mới vui, ở nhà coi không có vui đâu. Mát dễ sợ luôn không? Bữa nay mưa xong mát mẻ nữa.